Nhạc sĩ Trần Tiến lên tiếng vì bị đồn qua đời vì ung thư. Mới sáng nay, rất đông khán giả xôn xao khi loạt tờ tin tức đưa tin nhạc sĩ Trần Tiến qua đời vì ung thư vòm họng giai đoạn 4. Về phía chính chủ, nhạc sĩ Trần Tiến khẳng định sức khỏe của bản thân hiện vẫn đang rất tốt, không hề có chuyện qua đời như nhiều trang đã đưa tin. Sao lại rủ tôi chết? Bên nào đưa? Mạng xã hội à? Cả nhà tôi cũng đang gọi cho tôi, nam nhạc sĩ tức tối cho biết. Trước đó hôm 1 tháng 10, người hâm mộ vô cùng hoang mang trước thông tin nhạc sĩ Trần Tiến mắc bệnh về mắt. Chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Trần Thu Hà cho biết nhạc sĩ Trần Tiến bị yếu một bên mắt nên lên thành phố Hồ Chí Minh chữa trị, hiện đã quay về dưỡng bệnh ở Vũng Tàu. Nghệ sĩ Trần Tiến sinh ra trong gia đình khá giả, có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội, ông nổi danh qua các ca khúc như Mặt Trời Bé Con, Tóc Gió Thổi Bay, Thành Phố Trẻ, Mẹ Tôi. Tuy nhiên, gần 10 năm trước, ông cùng gia đình đã rời Hà Nội để về Vũng Tàu sinh sống trong một ngôi nhà khá khang trang, rộng rãi. Trong lần gần nhất chia sẻ về tình trạng sức khỏe, nhạc sĩ Trần Tiến cho hay, 8 lần nhập viện vì bệnh, 8 lần tôi tưởng tôi đi. 8 lần liền Vũng Tàu tái mặt, sợ ông Trần Tiến chết ở đây thì đau đớn quá. Thế nhưng, ông trời lại bảo tôi sống. May quá, tôi lại ngồi cười, tí ta tí tởn, lại đi uống rượu. Trước đó vào đầu năm 2019, nhạc sĩ Trần Tiến từng tham gia chương trình Ký ức vui vẻ. Luôn là một nghệ sĩ tình cảm nhưng không kém phần ngang tàng, sự xuất hiện của Trần Tiến lập tức là một hương vị độc đáo cho Ký ức vui vẻ. Khi được hỏi nhớ gì vào những năm 80s, nhạc sĩ chân thành đáp, thời đó đói. Thế nhưng, chính cái nghèo lại đem đến niềm vui cho những tâm hồn mơ mộng. Trần Tiến kể ông viết ca khúc Mặt Trời Bé Con do lá thư của một cô bé gửi đến mình. Hôm ấy, nhạc sĩ đang ngồi hàn huyên cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Trọng Cầu thì cô gái ấy đã chạy đến và thỏ thẻ ngày nào đi học ngang đây cũng cùng chúng bạn đâm hàng rào, nghe lén các nghệ sĩ hát vì không có tiền nghe hòa nhạc. Cái nghèo và sự hồn nhiên hòa lẫn bất giác đánh động đến tâm tư của Trần Tiến, người cũng trải qua bao khốn khó thở nhỏ. Từ đó, ông đã viết nên ca khúc hát cho cô bé không có tiền mua vé, tên nguyên thủy của nhạc phẩm Mặt Trời Bé Con. Nhạc sĩ cũng kể chuyện đi tìm lá diêu bông. Hóa ra, diêu bông không phải là loài hoa trong tưởng tượng. Trong một lần trình diễn tại Điện Biên, một người phụ nữ đã rủ ông vào rừng tìm lá diêu bông, một loài lá chỉ xuất hiện trong mùa trăng giữa rừng thẳm. Lãng mạn là vậy nhưng nhạc sĩ Trần Tiến từ chối vì tôi già như khỉ rồi thì tìm cái lá đó để làm gì. Trần Tiến có người anh ruột là ca sĩ Trần Hiếu, cha đẻ của ca sĩ Trần Thu Hà. Năm 16 tuổi, Trần Tiến làm hậu đài cho đoàn ca múa Hà Nội. Sau một năm tự học, ông trở thành nghệ sĩ đương ca của đoàn và đi biểu diễn ở vùng tuyến lửa lúc bấy giờ như Quảng Bình, Vĩnh Linh. Các bài hát thanh niên ra tiền tuyến, cô gái sầm nưa xinh đẹp ra đời trong thời gian này và đã đoạt giải A cuộc thi tiếng hát tiếng bom do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.